chào các bạn, lại là mình đây. Và ngày hôm nay như các bạn thấy đây, trên bàn của mình là một chiếc loa rất là đẹp phải không? Và đây, đây là chiếc loa Marshall Action 2. Và đặc biệt hơn, nếu như mình nói rằng đây là một chiếc loa thông minh thì sao? Chắc là các bạn không tin phải không? Một chiếc loa thông minh thì có một cái ngoại hình nó kiểu cổ điển như thế này, làm sao mà được? Thì mình sẽ được đính chính lại, đây là chiếc loa Marshall Action 2 với phiên bản là được tích hợp sẵn trợ lý ảo Amazon Alexa. Chiếc loa này thì sẽ được tích hợp sẵn wifi nhé. Chính vì thế nên là ngoài việc các bạn có thể kích hoạt trợ lý ảo ra thì các bạn có thể stream nhạc trực tiếp qua Spotify ở trên chiếc loa này. Wow, nghe rất là hấp dẫn phải không nào? Vậy thì chiếc loa này nó còn có gì khác biệt nữa hay không? Thì video hôm nay mình sẽ cùng các bạn là review về chiếc loa này nhé. Và ở thời điểm hiện tại, nếu như bạn đang muốn mua cho mình những sản phẩm âm thanh chính hãng đến từ thương hiệu là Marshall, ví dụ như là tai nghe hay là loa Bluetooth chẳng hạn, thì đừng quên truy cập ngay vào tainghe.com.vn. Chiếc loa Marshall Action 2 với phiên bản là tích hợp sẵn trợ lý ảo Amazon Alexa thì hiện tại đang có mức giá là 6.690.000 ở cửa hàng của Sông Audio. Thì nếu như bạn đang quan tâm về sản phẩm này thì mình sẽ để sẵn cho các bạn một đường link mua hàng ở phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Rồi, đầu tiên thì trước khi nói về chiếc loa này thì chắc là mình sẽ nói qua một chút về cái phần vỏ hộp rồi đã. Đây, các bạn chờ mình một tí nhé. 5 minutes later. Đây là phần hộp của chiếc loa Marshall Action 2 phiên bản tích hợp sẵn trợ lý ảo là Amazon Alexa. Như các bạn thấy luôn phải không? Cái hộp của nó to hơn cả cái mặt của mình luôn. Và đây là chiếc loa và đây là phần hộp. Như các bạn thấy luôn, chúng ta sẽ có một cái phần hộp rất là cao cấp phải không nào? Có thể nói rằng là sản phẩm này thì được định hình là một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Marshall, nên là những cái phần vỏ hộp bên ngoài thì mình thấy là được trau chuốt rất là kỹ lưỡng. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái phần cách thức đóng hộp cũng như là những cái phần phụ kiện đi kèm dành cho một số bạn là đang quan tâm. Mức giá là hơn 6 triệu đồng thì các bạn sẽ nhận được gì? Và như các bạn thấy đây, ở phía mặt trước của loa thì ngoài việc là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của loa như này thì chúng ta sẽ có một cái thứ nổi bật nhất đây, đấy là Amazon Alexa này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng đấy là Spotify. Như vậy thì chiếc loa này như mình nói nó sẽ có thể stream nhạc trực tiếp qua Spotify. Đấy, có thể nói rằng là cái thứ mà hãng rất là tự tin sâu ra chúng ta. Còn lại những cái chi tiết ở mặt sau thì chúng ta sẽ có rất là nhiều chi tiết về thông số kỹ thuật này, hay là về những công nghệ mà hãng có sâu ra bằng rất là nhiều thứ tiếng khác nhau. Và bên cạnh trái, cạnh phải này cũng vậy. Nói về những phần phụ kiện đi kèm thì có thể nói rằng là chúng ta sẽ không có quá là nhiều những cái phần phụ kiện đi kèm. Như bạn thấy đây, chúng ta đầu tiên là sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng có cái biểu tượng Marshall như này. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ có một cái sợi dây chân dẹt, và cái đầu này thì sẽ là cái đầu đấy là chân số 8, chân tròn như này. Và như bạn biết rồi, chiếc loa này thì sẽ không được tích hợp pin, và như vậy thì chúng ta sẽ cắm nguồn điện trực tiếp để phát nhạc cho chiếc loa này. Thì đây là chiếc loa Marshall Action 2. Thì có thể nói rằng đây là một cái chiếc loa mà mình thấy thích nhất trong những cái chiếc loa của Marshall. Đầu tiên thì về phần ngoại hình, như bạn thấy đây, chúng ta sẽ có một chiếc loa có thể nói là một cái thiết kế rất là quen thuộc đến từ Marshall phải không? Đầu tiên thì như các bạn thấy ở phía mặt trước của loa thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết rất là nổi bật, đấy là chúng ta sẽ có một cái logo Marshall như này. Cái logo Marshall trên chiếc loa này thì nó sẽ khác biệt so với những chiếc loa khác đến từ Marshall, đấy là cụ thể hơn so với cái việc là sử dụng một cái phần logo bằng nhựa màu trắng in ở phía mặt trước như này. Thì bây giờ đối với chiếc loa Marshall Action 2 thì chúng ta được nâng cấp lên một cái logo nó kiểu nhìn nó cao cấp hơn ấy. Như bạn thấy đây, chúng ta sẽ có một cái logo kiểu được phủ một cái lớp đồng kiểu nó sáng bóng luôn, và đâu đấy thì mình cảm thấy là nó cũng khá là ăn nhập với một cái đường viền kim loại ở phía mặt dưới như thế này. Còn lại những chi tiết khác, ví dụ như là toàn bộ phần thân của loa này thì chúng ta vẫn được trang bị một cái lớp da, da rất là cao cấp nhé. Gần như là cái lớp da này thì các bạn có thể sử dụng trong thời gian dài thì các bạn sẽ khỏi phải lo hình tượng là xước sát luôn. Tại vì khi mà mình sờ trên cái lớp da này thì mình thấy là cái độ bền của nó cũng rất là cao ấy. Gần như là khi mà mình kiểu như là cào nhẹ thôi nhá. Đấy, thì gần như là chúng ta sẽ không có hiện tượng là xước sát nào xảy ra. Tiếp theo ở phía mặt sau của loa, đây mình sẽ xoay lại cho các bạn xem. Mặt sau của loa thì chúng ta đầu tiên là sẽ có một cái phần ống thoát âm như thế này. Và mình nói luôn, mình xin chú ý với các bạn đấy là nếu như các bạn đặt chiếc loa này ở trong một cái khu vực phòng khách này, các bạn đặt ở sát tường hay là các bạn đặt ở trên kệ tivi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng âm thanh nó khác nhau. Tại vì chiếc loa này thì nó sẽ có khả năng phát nhạc, đấy là âm thanh đa hướng. Và như mình nói thì Marshall Action 2 thì nó không có pin, chính vì thế là nó sẽ sử dụng một cái nguồn điện trực tiếp như thế này. Và với việc sử dụng nguồn điện trực tiếp thì tất nhiên là chúng ta sẽ không thể mang nó đi lại ra ngoài. Nhưng mà các bạn biết không, chiếc loa này thì sẽ có công suất đấy là 130W, con số cực kỳ lớn luôn. Chính vì thế là nếu như Marshall sử dụng một cái nguồn điện trực tiếp nó ổn định ấy thì chúng ta sẽ có một công suất nó đã hơn phải không nào. Thì mình thấy là với việc là chiếc loa này sử dụng nguồn điện trực tiếp thì các bạn đừng có kiểu lăn tăn quá là nhiều nhá. Tiếp theo ở phía mặt trên của loa thì giống như truyền thống thôi. Ở phía mặt trên của loa thì chúng ta sẽ có những cái dãy phím bấm này, hay là những cái núm xoay, thậm chí là có thêm những cái cổng jack cắm AUX 3.5 nữa. Đầu tiên với cổng AUX 3.5 này thì chúng ta có thể phát nhạc trực tiếp thông qua dây dẫn nếu như các bạn không muốn phát nhạc qua Bluetooth không dây. Tiếp theo chúng ta sẽ có một phím bằng kim loại giúp các bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa những cái chế độ, ví dụ như là các bạn muốn stream nhạc trực tiếp qua Spotify này, các bạn muốn phát nhạc qua Bluetooth, hay thậm chí là các bạn muốn phát nhạc trực tiếp qua dây.
dây. Tiếp theo chúng ta sẽ có ba núm xoay bằng kim loại cũng như là được bọc xung quanh bằng cao su, giúp chúng ta sẽ có khả năng đấy là xoay và điều chỉnh, ví dụ như là âm lượng này, các bạn có thể tùy chỉnh được cái giải bass hay là giải chép ở trên một bản nhạc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một phím bấm là dừng phát nhạc, giúp các bạn có thể dừng phát nhạc mà không cần phải sờ tới điện thoại vào nào, rất là rảnh tay. Và tiếp theo đấy, chúng ta sẽ có một phím bấm là bật mic ở trên loa, nếu như các bạn là không muốn là kích hoạt triệu đại hảo Alexa, tránh những trường hợp nhầm lẫn chẳng hạn, thì các bạn có thể tắt cái mic này. Và ngược lại, nếu như các bạn muốn là kích hoạt triệu đại hảo ở trên loa thì các bạn hãy bật lại cái mic này cho mình. Và để nhận xét về thiết kế này, về cái ngoại hình hay là về chất lượng gia công ở trên chiếc loa này, thì có thể nói rằng thứ mình thấy thích nhất, mình thấy ưng nhất ở trên chiếc loa Bass Pro Titan 2 đấy là ở phía mặt trên của loa, chúng ta sẽ có một cái dãy đèn led được làm rất là tinh tế. Cụ thể hơn đấy là nếu như các bạn mỗi lần các bạn điều chỉnh âm lượng này, các bạn tăng chỉnh cái phần giải bass, giải chép, thì chúng ta sẽ có những phần led này nó kiểu như là xoay thử hướng theo. Và đặc biệt hơn đấy là ở trên chiếc loa này thì chúng ta còn được trang bị thêm một cái phần app đi kèm đến từ Bass Pro. Với app điều khiển này thì các bạn có thể tùy chỉnh được cái độ sáng ở trên cái phần led này, chính vì thế nên là chúng ta sẽ có một cái nhìn nó kiểu nó tinh tế hơn, nó kiểu giữ mắt hơn đấy, nó không giống như ở trên những chiếc loa trước kia đến từ Bass Pro. Ngoài ra thì chúng ta ở phía mặt trước của loa chúng ta sẽ có những phần led này. Cái phần led này thì nó sẽ có tác dụng đấy là mỗi lần các bạn kích hoạt triệu đại ảo đấy là Amazon Alexa, thì cái phần led này nó sẽ tự động nháy lên, nó giống như là ở trên những chiếc loa đến từ Google Home vậy. Và đấy thì mình đã review qua cho các bạn về cái phần ngoại hình của nó rồi, bây giờ mình sẽ nói những thứ ở bên trong chiếc loa này, xem cấu hình của nó như nào, chất âm của nó ra sao, hay thậm chí là chiếc loa này thì nó có tính năng gì thú vị hay không. Đầu tiên thì như mình vừa đề cập thì tính năng kết nối ở trên chiếc loa Bass Pro 2 này thì nó sẽ tốt hơn so với chiếc loa là Bass Pro Titan 1. Cụ thể hơn thì chiếc loa này bây giờ đã được nâng cấp lên đến là chuẩn Bluetooth 5.0, nó sẽ không còn chập chờn giống như là chuẩn Bluetooth 4.0 trước đây nữa. Và nếu như các bạn không muốn phát nhạc qua Bluetooth không dây nữa thì các bạn cũng có thể phát nhạc, stream nhạc trực tiếp qua tài khoản là Spotify thông qua Wi-Fi được tích hợp sẵn ở trên loa. Và ngoài việc trang bị kết nối không dây ra thì chiếc loa này cũng được trang bị một cổng aux 3.5, thì các bạn có thể phát nhạc thông qua dây dẫn. Và mình nghĩ rằng cổng kết nối này thì nó là sẽ phát huy tối đa tác dụng khi mà các bạn sử dụng chiếc loa này để xem phim, các bạn xem những bộ phim bom tấn mà không muốn hiện tượng đấy là kiểu như là hình chạy trước tiếng chạy sau chẳng hạn. Tiếp theo là về công suất thì có thể nói rằng chiếc loa này mình có thể đánh giá rằng nó sẽ có một công suất cực kỳ kinh khủng, nó sẽ có tổng công suất lên tới là 130W. Tại sao mình nói là tổng công suất? Thì như bạn thấy đây, một chiếc loa nhỏ gọn như thế này thôi, nhưng mà ở bên trong chiếc loa này thì chúng ta sẽ có hai loa tweeter, mỗi loa có công suất đấy là 15W, và một loa woofer có công suất đấy là 30W. Và mình cũng đã test thử cái công suất của loa này ở mức âm lượng là tầm 60-70% thôi, ở trong cái không gian studio này khoảng tầm là 20-30m². Và các bạn biết không, gần như là cái âm thanh của nó là lan tỏa khắp phòng luôn. Và nếu các bạn không tin thì các bạn hãy nghe thử nhá. Better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked off, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a door to door. We're always on the road. Better off.
sao tính mình nói là đây là một chiếc loa thông minh phải không? Thì với chiếc loa này, thông qua trợ lý ảo đấy là Amazon Alexa thì mình có thể là đặt báo thức này, mình có thể hỏi thời tiết, hay thậm chí là như mình nói rồi, có thể kích hoạt phát nhạc trực tiếp qua Spotify. Và mình có test thử cái trợ lý ảo Amazon Alexa này thì mình thấy là cái độ nhạy của cái mic ở trên chiếc loa này thì nó cũng rất là tốt. Mình có thể so sánh trực tiếp với chiếc loa là Google Home của mình ở nhà. Và cuối cùng là chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái phần app đi kèm để chúng ta có thể điều khiển này, có thể tùy chỉnh cho chiếc loa này. App này thì do là chính Maxwell tự phát triển và mình có thử trải nghiệm qua ấy, thì mình thấy là gần như là những cái giao diện tùy chỉnh ở trên loa thì rất là dễ dàng thực hiện. Thì với app điều khiển này thì ngoài việc là chúng ta có thể tùy chỉnh được cái bộ equalizer ở trên loa thông qua cái việc là không cần phải tùy chỉnh ở trên những cái núm xoay như này nữa, thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái độ sáng, cái mức sáng ở trên cái phần đèn led ở trên loa này, hoặc thậm chí chúng ta có thể add cái tài khoản là Spotify vào cái loa này để có thể stream nhạc trực tiếp, hay thậm chí các bạn có thể tùy chỉnh chuyển đổi qua lại giữa những chế độ, ví dụ như là các bạn có thể phát nhạc trực tiếp qua dây này, các bạn phát nhạc qua Bluetooth hay là stream nhạc trực tiếp qua Wi-Fi. Nói chung là cái app này thì mình thấy là các bạn nên tải, nên cài vào trong điện thoại để có thể điều khiển cái chiếc loa này một cách dễ dàng nhất có thể. Và đấy thì vừa rồi mình đã làm một cái video review này cũng như là chia sẻ một vài cái nhận xét của mình về chiếc loa này Maxwell Aten 2 với phiên bản là được tích hợp trợ lý ảo Amazon Alexa. Còn về phía bạn ấy thì các bạn nghĩ sao về chiếc loa này với một chiếc loa thông minh này có một cái ngoại hình rất là cổ điển như thế này, mức giá hơn 6 triệu thì liệu nó có xứng đáng không? Hay thậm chí là các bạn còn có câu hỏi nào nữa về chiếc loa Maxwell Aten 2 thì đừng quên để lại cho mình một comment, một cái chia sẻ ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn video mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.